An Giang xuất hiện ông lão 80 tuổi điêu khắc các tác phẩm kỳ lạ. Điều đặc biệt, ông lão chưa từng học một thầy nào. Những tác phẩm ông lão làm ra đều là những khúc gỗ người ta bỏ đi. Ông cho biết chỉ cần nhìn qua một lần duy nhất là đã có ý tưởng trong đầu và tạo nên các món đồ theo yêu thích. Trong căn nhà của ông lão hội tụ những con vật kỳ lạ và cả các con vật tứ linh, nào là tượng cá chép hóa rồng, tượng mãng xà, tượng ông quy và cả ông thiềm thừ. Nhưng riêng có hai con vật và những tượng Phật trời như mẹ Quan Thế Âm hay tượng Phật Tổ là ông lão không dám đụng tới. Ông lão cho biết dù trả công có bạc tỷ cũng không dám điêu khắc. Vì sao lại như thế? Xin mời cả nhà cùng xem tiếp video. Năm nay được nhiêu tuổi ông Năm? Năm nay 80 rồi. 80. Cái nghề điêu khắc này là bao lâu ông Năm? Này là khoảng 25 năm trở lại đây. Dạ, ở đó là mình có đi học không Năm? Dạ không. Ồ, không có đi học mà ông Năm điêu khắc nhiều gì đó hả? Thì hồi nhỏ mình đi học chữ rồi mình móc đất dưới sông, mình tắm, mình nắng, mình mần. À. Rồi lớn cái đầu óc mình đã có rồi, thì mình mua đồ gì mình mần. Chứ đất thì chơi lâu cũng bể, ra mưa cũng chảy chứ không được, đất khét luôn. Dạ. Giờ mần con này chứ nó không chắc ăn hơn cái kia. Cái này mình mần mình để trưng bày hay mà là mình để có ai mua thì mình bán gì không Năm? Cái này tôi mần đây thì để ngoài đó trưng bày, rồi anh em nào muốn cái gì thì mua thì bán kiếm tiền. Dạ. Thuốc giấy, trà lá, tương trao rồi ăn vậy thôi, qua ngày vậy thôi. Ông Năm ở đây sống với ai? Sống với người con thứ út, thằng có thằng trai một. Có hai cha con ha? Hai cha con. Rồi ông Năm làm cái này để có cái thu nhập để lo cái cuộc sống cho ông Năm ha. Rồi thằng nhỏ thì cũng mừng muốn thêm, mà ai kêu gì thì mừng thêm, đất ruộng thì không có gì trơn. Dạ. Có cái là nhà không, có vậy mà nhà lại ông mấy ông từ thiện cất cho, nhưng không có tốn một bạc nào trơn. Dạ. Đâu làm gì cất nổi nhà này. Năm ơi, là những cái con vật như thế này nè, là mình tự cái ý tưởng trong đầu của mình là nó phát ra rồi mình đục theo cái ý tưởng của mình hay sao? Dạ. Bởi vì mình cái đầu óc của mình nó dùng chạy xe ngoài đường, thấy rắn chạy ngang là vừa phải mần đúng rắn đó mới được. Dạ. Hay con cọp hay con bất cứ con nai, con hung, ngựa gì mà chạy thắng ngang là dòm thấy nó được đó là mần mới được. Dạ. Còn bây giờ nói cái con gì đâu nước ngoài vô mà không thấy thì biểu mần mà không biết cái nó ra sao. Trong cái đầu mình suy nghĩ ra mới được. Dòm là phải mần được mà không thấy được là mần không được. Biết sao mần. Mình phải thấy thì coi con đó ốm mập, dãy gì ra sao, râu ria như thế nào cũng được, dò cẳng mấy móng. Chứ đâu phải mà ấy, chứ là mình người ta không có dạy đâu, cái này không chỉ nữa. Mỗi con đó như ông Năm làm khoảng mất thời gian bao lâu vậy ông Năm? Mỗi một con như vậy là từ từng lễ trở lại. Còn con bự nữa thì nó lâu một chút, khoảng 2 tuần. Thường những con vật này là ông Năm mình dùng những cái loại gỗ nào ông Năm? Loại này là thì mình ở đây thường thường bị dùng, mình ở đây mình đâu phải rừng cấm rừng gì đâu. Thành ra cây của mình cây vườn đây nè. Thì bây giờ những cái cây nào mà bự cổ thụ đó, thì coi như mình lấy cái chàm bông vàng là nhất, kế đó nữa là còng. Rồi nếu có mà gỗ hương đồ cũng tốt vậy. Chứ cầm xe cà chắc ở đây đâu có ai trồng, không có dễ gì. Mà bây giờ tiền ở đâu mua, lại dựa cây là mua kiếp. Mua kiếp bao nhiêu tiền đâu dám. Chỉ cây này người ta bữa cũ mà người ta bữa không nổi đó, gốc rễ không đó mà. Hai ba người khiêng á. Người ta bỏ người ta lăn rồi lại xin ra về làm thôi, chứ không có mua cái gì của ai được hết. Tiền đâu mua nổi đây. Mà một mình tôi bưng không được. Vậy là những cái loại ba gỗ người, hai người khiêng làm mới được. Một gốc. Ông Năm ơi, là những cái loại gỗ này là tức là người ta bỏ mình đem về đấy ha. Dạ, người ta bỏ cái cây người ta bỏ, người ta cưa mà người ta mần không nổi, như người ta cưa mới cưa đây là xe ý từ thiện lên là coi như cắt hạ cái đường này tuốt đến mấy cái số. Rồi gốc nào bự đó thì lại nói mấy ông ơi ông muốn như đi chở cho tới nhà ông. Chứ tụi tôi đây bữa củi đang chụm nhà thuốc nam cái đó cũng mang sở gì đó. Ta cho mà cái cây này là của dân trồng, nhưng mà để bố thí từ thiện hết chứ không có mặn gì tới. Rồi mình thấy gì mình xin. Cái nào mình mặn được con gì đó, vừa cái con gì đó mình xin. Vậy người ta cũng cho chứ ông nó cũng để bữa củi chụm cái đâu mặn gì được. Mấy ông đâu biết gì đâu. Mình thấy ủ xin. Cái lúc đầu là ông Năm chỉ là có dự định là làm là để bán hay là chỉ làm là để chơi thôi, mà từ từ người ta thích rồi ông Năm mới chia lại cho người ta. Cái này ha, cái này mần thì là để là trước là mình coi cho biết đó, rồi sau này là anh em từ từ anh em nào cần thì bán. Hoặc là anh em biểu mần con đó gì đó lại nói đó. Theo yêu cầu của bà con ông Năm làm theo luôn á. Ví dụ giờ ở đây nó không có trâu. Yeah. Bây giờ biểu làm con trâu mà thằng đó cởi trâu đọc sách hay là thổi sáo thì mình phải làm bán cho ông đó. Vậy đó.
có vài trăm ngàn, nó nhỏ gì đâu. Nhỏ thì mấy trăm, nó mấy chục sống vậy đó. Dạ. Quý báo gì. Thí dụ như là cái con này á, là cái thời gian khoảng bao lâu là mình điêu khắc xong không Năm? Cái này đó hả? Dạ, như con cá chép. Cái này cũng quá rồng. Có từng lễ. Từng lễ. Bởi vì cái con á, mình ra cái mẫu của nó đó, là nó mau. Nhưng mà rốt cuộc là cái dãy này dãy nó tính ra từ cả trăm ông đó 200-300 con rắn với rồng là sợ ngay đuôi. Dạ. Bị nó dài đó rồi cái dãy nó quá nhiều, nó đục. Dạ. Lâu đó. Chứ còn mình ra cái dốc như vậy thì nó mau rồi, nhưng mà còn chưa có lông lá gì hết trơn, tích dậu gì chưa có, mà móng chưa có, nó lâu lắm. Dạ. Cũng không phải mau được. Gà trống không Năm? Con này con gà hay con gì? Con gà. Dạ. Con gà mình làm gà trống vậy đó. Con này là con ếch hả? Ếch vậy làm vậy thôi. Dạ. Vì nó cái giò này nó bị thúi đó, rồi tôi bỏ bên đây tôi làm mấy con khác. Đó, dạ. Con này giống con ảnh ương quá vậy ông Năm? Ừ thì nó vậy đó. Ảnh ương đó ha? Ừ. Ôi ôi con nó kìa. À, thứ gì cũng có. Rồi mần có anh em nào mình mần một con thứ có ai người ta có vừa bụng con gì nó mua vậy thôi. Khỉ đồ này nọ cũng đủ thứ ra. Hồi nãy ông Năm nói ông Năm đã thấy được con vật, ông Năm mới làm được đúng không? Đúng rồi, thấy làm được. Dạ, ví dụ như cái con cá chép quá rồng này là ông Năm thấy rồi. Hả? Cái này hả? Dạ. Ở trong cái hình. Cái hình trên mạng người ta mở coi nó mà. À, đi đâu ngoài biển nước ngoài gì đó người ta thấy đó, cái tao làm rồi. Tính ông Năm thấy ở ngoài. Trời ơi, đi cái đời tôi mà chừng nào mới thấy con rồng, đời ông bà của mình chưa gặp con rồng trên trời nữa đó. Dạ. Đây là chừng nào nữa đợi tới thì nó về đây nó chầu vua là thấy liền bay trên trời rần rần. Dạ. Rồng xanh rồng vàng đủ lại, mà giờ mình đâu cho thấy của Phật mà đâu cho thấy. Cái việc làm thinh niệm Phật đi rồi lát nữa gặp. Dạ. Như là cái này mà thấy trong hình ha. Ở trong hình thôi. À, ở trong hình. Ở trong cái gói trà trong hai cái sừng. Tại ở trong gói trà rồi nó có làm bát vậy. À, gói trà mình hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ở dưới ớt nhang rồi đó. Các tượng con này rồng phụng gì nó cũng đi chụp tôi trong mình không biết. Thì coi nó làm chứ làm gì thấy con thiệt ở đâu. Đại ông bà đi gặp mà mình sao. Cái này nó bằng cái này nó bằng coi như là dây chì mình kẽm dây chì mình đó mình làm rồi cái dây mũ mình lắp ngoài vô cái làm thiệt nó cây thì người ta bưng tới luôn gãy nhỏ quá nè vì cái rong đó cái râu nó bự như sừng thì nó không gãy được còn cái này nhỏ phải làm vậy được. Mình bẻ tới bẻ lui tùy theo cái chuyện của mình muốn bẻ sao mình bẻ mình muốn sao nó đi theo đó vậy thôi. Còn thấy ông Năm có làm những chú thạch sùng hay là chú kỳ nhông trên đó ông Năm? Ai? Ở trên đây nè. Đó là không gì ông Năm. Nãy tới đó con thiệt không ông Năm? Cái đó là rắn mối. Rắn mối ha. Rồi kỳ nhông biển có, rồi thằng lằn biển cũng có, thằng lằn mình cũng có. À. Bên kia rắn mái gầm. Bên này là rắn hổ đất. Đâu đó đàng hoàng hết á. Nãy giờ đâu đây cũng có đủ hết rồi. Bị người ta muốn thích cái gì là bán cái đó. Đây rắn hổ đất. Đủ hết. Nhìn xa xa giống như mấy con trên núi ông rồi xuống chợ một lần cái đóng đóng gì cả rùa quy cũng trở sạch thì cũng mần bán với già mặn gì mặn đục đéo vậy. Yeah. 2-3 ngày được con cũng kiếm vài trăm là giàu có. Ví dụ như là những cái con vật mà mình đục hoàn thành xong xuôi là người ta trả bao nhiêu là mình bán hay là sao cái giá cả nó sao không nó ví dụ như mình nói người ta lại nói con rắn này nhiêu. Rồi tôi nói cái con rắn này cái công phu của tôi nó là nó phải hơn từng lễ. Ừ. Đó. Mà bây giờ nó mà mình thấy cái thời cuộc này mà mướn ngày chắc cũng từ giá cũng cả trăm chứ bao nhiêu. Yeah. Ngàn đó không mần đâu. Yeah. Mà tôi tính là kể như tôi ngồi trong mát mà ngày 30 thì tính vậy đó mà. Yeah. Thì con rắn này có 500 ngàn từng lễ 7 bữa. Yeah. Vậy thôi chứ đâu mà bán nhiều quá mắc quá ai dám mua. Yeah. Cũng công phu ha. Mà rẻ quá thì mình làm không nổi. Phải sơn hết người ta gì chứ rồi giờ để chăn khác người ta đấu tiểu đó. Khi mà hoàn thành xong là mình phải đánh bêu cái đúng không nào? Đánh hết lại mới được như vậy nó hết người ta mới chịu. Dạ đúng rồi cho nó đẹp cho nó bóng lên. Dạ. Hồi đó giờ là ông Năm có nhớ ra là mình đã làm được bao nhiêu cái tác phẩm như vậy? Đúng là cái trăm mà. Cả trăm. Dạ. Biết bao nhiêu đó. Những cái lúc rảnh là mình làm hay không nào? Không, làm nó là làm luôn chứ không có rảnh được. Làm luôn là ngày nào cũng làm hả? Không có mần cái nghề gì hết, là chỉ mần nghề nó hoài mà. 20 mấy năm là phải làm. Dạ. Hoài. Không có mần cái gì trong đồng, trong bái, câu ruộng nương không được. Nhưng mà với cái điều đặc biệt là ông Năm không có học. Không học. Ông Năm biết khoác là không học. Biết điêu khắc. Dạ. Rất đặc biệt cái điều đó. Tự nhiên hồi nhỏ lớn là gặp cái gì làm cái nấy, không học được đâu. Dạ. Không chỉ đâu.
Hay là có nằm mơ gì không đâu? À, dạ, không mơ, à, không mơ mộng gì hết. Muốn mần thì sách ra làm vậy, muốn ý cho bụng nó đụng ta làm rắn thì đéo rắn thì không biết. Bù câu thì chơi bù câu. Những cái tác phẩm đầu tay của ông Năm làm là nó có thuận lợi không? Hả? Mới đầu cũng trở ngại lắm. Dạ. Nó cũng mình chưa quen đó. Mình làm nó cũng mót méo dữ lắm. Dạ. Không thắng từ từ trọn. Những cái tác phẩm đầu tay đó giờ còn không nữa. Hả? Trời ơi, nó coi. Tiêu đâu ra, cho ra bộ gì đâu hết. Lâu quá, không còn. Rồi. Người ta bưng đi đâu không chừng đâu, hiểu gần rồi. Gần 30 năm không Năm? Ờ, à, gần 30 năm không còn. Năm để là kỷ niệm. Còn 15, 16 tuổi thì còn đi học dạ. Sinh. Rồi đi xuống sông tắm mốc đất lên nắng, trâu bò gì phơi cái dãy đó. Thì giờ chắc cái bụng mình biết rồi. Yeah. Rồi bây giờ rắn rồng ở đâu đây mà thấy mà mần y cọp ở đâu đây. Có môn gia thành phố trường thú rồi mới gặp mấy ông đó vậy gì. Thì giờ đây nói cọp thì làm cọp chứ hay vậy. Ta mình có thấy cái hình rồi. Nhìn vô hình ha. Ờ, với lại trên mạng người ta quay cái gì đó, có gì ở ngoài nước ngoài đem gì đó. Yeah. Kỳ đà lừa hay là gì đó, đà điểu là gì mình thấy rồi thì làm liền. Mình thấy là một chuyện nhưng mà mình ở trong đầu mình có ý muốn làm cái con đó không? Nếu mà muốn thì mình mới làm được phải không ông Năm? Hay sao ông Năm? À. Hay là nhìn là làm được? Nhìn làm được mà đều cái con nào tốt mới làm. Như, yeah. như con xấu, con này, như kỳ đà, rồi mấy con kỳ kỳ mình không làm. Là sao? À. Là sao ông Năm? À. Thế là con xấu là, con cá xấu là cái con đó nó không có ích cho xã hội hay sao? Hả? À. Hay là sao? Không phải, cái con xấu thì cái tiếng thường thường nó xấu quá mà. Dạ. Ờ, tức là mình lựa cái con tốt đẹp mình làm ha. Cái tên nó vậy thôi. Dạ. Còn kỳ đà thì nó cắn mũi. Thấy chứ sao, nó đi mần mà nó ra, thấy nó rồi là hết cái ngày đó không mần ăn được. Dạ, cho nên không làm mấy con đó. Không có nên chuyện gì hết mà nó không có chết, mà nó không có nên thân cái gì đó. Ừ. Đi mua bán gì cũng không nên thân, rồi anh nói rồi chất quốc gì, không có mà gặp nó mặt nó rồi. Vậy là do cái con nào là phải dùng cá xấu. À, với con kỳ đà à, rồi, như... ngoài hai con đó còn con nào mình không làm không Năm? À, con gì cũng làm hết được hết à, còn mấy con kia là làm hết làm chỉ hết. Có hai con đó là mình không làm. Chim trên trời cái gì đậu dưới đất trên trời cũng làm được hết. Con mấy con đó nó xấu hổ quá đó. Giờ ông Năm có điêu khắc hình người chưa? À, có là làm chị... mà làm chơi chứ không có bị người bây ta... giờ khổng này không ông Năm? Người ta chở đi hết rồi, như khỉ đồ người cầm thước bản rồi đó cũng bự. Ừ, cao tài thiện đó ông, tài thiện đó à, đủ lại hết rồi. Bây giờ mà có người ta mua đem gốc cây là biểu làm mà bắt hồ cho ta thờ, nó cha không dám. Ồ, cái đó không dám làm nha. Tụi nó ở gia xã người ta chụp hình đó gì để khuôn treo thờ đi tự đẻo cây chi nữa tự. Yeah. Mình nít mà đâu dám làm tới mấy ông đó với Phật tổ Phật bà Quan Âm người làm được mà giờ làm bán mình. Ừ. Con nít về đi đặt tên bả. Dạ. Vậy là đứng đẻo đây ai hỏi bà này bà Phật gì mày nói phải nói buộc lòng nói cho ta nghe là Phật tổ. Yeah. À, Phật bà Quan Âm cái đó là mình đặt tên rồi. Ừ. Rồi trở lại đem bán. Vậy là mình không là... không bao giờ làm mấy cái tượng đó không ha? Làm được bây giờ. Yeah. 1 tỷ đem lại chồng biểu làm ông là không làm được. Giống như là chú Năm không có buông thằng bán thánh không chơi. Yeah. Nghiệp đó. Yeah. Bây giờ nói cái vấn đề là con thú vật. Con vật nó là muốn làm con gì làm chơi thôi. Dạ. Yeah. Trừ ra con kỳ đà với con cá sấu là không làm. Còn tất cả mấy con kia là làm hết. Còn Phật trời là không có đẻo ha. Không có làm ha. Không đẻo. Dạ. Hỏi chứ cái này mình nó còn khó bằng 10 lần mấy ông Phật nữa mà. Đúng rồi, đúng rồi. Không đâu có là mà dãy ghi lông lá gì. Mà ngặt không phải là mau nữa mà không dám. Dạ, không dám ha. Dạ, không dám, dứt khoát không dám. Dạ. Trong dạ. Nhà, trong nhà chưa dám thờ, không thờ luôn. Không thờ luôn. Dứt khoát là không thờ được. Dạ. Bây giờ dạ, ông Năm ơi, con thấy đằng sau lưng ông Năm có rất là nhiều tác phẩm. Ông Năm có thể lấy ra giới thiệu với bà con xem. Cái nào đâu? Lại ra hả? Có thể cầm xuống nha. Cầm đây. Từng tác phẩm để cho bà con cái xem. Đó là cái tên đó là... con cá, cái này kêu bằng cái con... Cái gì ông Năm? Hả? Cái con cá này là cái con... Cái mình... giống cái gì? Nhân lông. Nhân lông rồi. Nhân lông, kim lông rồi đó không? Dạ. Tiếp theo ông Năm, tiếp theo ông Năm ha. À, đây là ngựa. Ngựa này ngựa gì ông Năm? Hả? Ngựa này kêu ngựa gì? Ngựa này là ném về cũng ngựa Việt Nam mình, ngựa cỏ thôi chứ nó không có lớn lao gì bằng ngựa châu Phi đâu. Chúng ta bị con. Thấy dễ thương ha. Còn ở rừng đây thì mình thấy là thú dưỡng nhiều thì khỉ, khỉ. Bầy khỉ nó phá tán thiên hạ lắm thì mình mới làm cho noi gương vậy. Khỉ ăn trái cây. Khỉ con mới đẻ rồi. Con khỉ mẹ. Còn ha. Cái gì đó ông Năm giống con quy con rùa gì đó ông Năm. Cái này con rùa. Ông Năm đục như thiệt luôn trời. Con rùa đây. Lúc lắc luôn là lúc lắc đầu luôn nha. Y thiệt luôn ha. Đúng thiệt. Mà nó chết luôn ông Năm. À, thế nữa, mình nhúc nhích nó thì nó cũng nhúc nhích lại đâu. Ông Năm làm cho nhúc nhích ha. Nó cũng có qua nó lại rồi vậy. Con rùa bằng gỗ mà nhúc nhích. Không có bằng gỗ mà mình cũng làm được vậy. Cũng nhúc nhích vậy. Nhưng mà nói chuyện không được.
Dạ. Cũng như bây giờ người ta đổ, người ta mũ rồi, người ta bóp, kêu có két, mình đâu có gì làm có két. Dạ. Máy móc mình không có. Ông Năm ơi, còn gì nữa, ông Năm giới thiệu luôn là bà con. Ẩm đậu sọ đó là sao ông Năm? Cái đông đông kìa. Cái ẩm đông đông đó. Này hả, cái này là... Năm giới thiệu luôn ha. Cái này là băng văn nghệ tài tử. Trời ơi. Băng nhạc. Cái này sao mà mình có cái ý tưởng mà làm nguyên một cái băng nhạc văn nghệ này luôn vậy thưa ông Năm? Băng nhạc quá sạc luôn. Tôi biết rồi, cái đục đẽo này là cái giống gì mà đục không được. Đục con này còn khó bằng 10 con quỷ này. Con nghe bà con giới thiệu nói là trong băng nhạc đó có anh em dòng họ của ông Năm trong đó hay sao? Trời, đây thì là em ruột hai thằng. Trời ơi. Chết qua đời hết rồi. Mà chết đây khoảng mới có 2 năm đi hai ông rồi. Mất 2 năm ha. Ông này là ông em thứ 7 là cầm cái đơn kìm. Ông em thứ 7 còn khỏe không đâu? Đã qua đời rồi. Mất luôn ha. Ông ở khu 13 đây. Rồi cái ông này là ông Út Đỏ, là ông vẫn ở núi Sam. Ông đừng tay trái luôn. Tay trái nhà cửa bây giờ tại đó. Cái ông kế ông Út Đỏ là... Ông này là cháu, hai thằng là ở mà... Biết ca hay gì mấy người ở, biết ca mà ở dưới cái xã Tân Lập đây. Người đó ca hả? Lên chơi đàn ca rồi ăn nhậu. Cá rượu rồi dĩa mồi rồi cá rồi rồi cái ông cầm ống đi chô tên gì cũng bạn cái này hả? Dạ. Này còn lĩ. Cái ông mà quay vô trong đó. Ông nào? Nè. Ở đây cái đây đây bên này. Thì ông này cháu ông Thắng. Thắng à. Thắng ở cũng Tân Lập, xã Tân Lập chứ. Cháu không mà làm. Thắng cũng ca luôn hả? Ca là nó cháu nó mới biểu mần cậu kêu tôi cậu. Yeah. Bây giờ cậu mần một mâm tài tử là cũng như mình để kỷ niệm. Kỷ niệm, kỷ niệm. Vậy thôi. Mà bây giờ mần cho đã rồi giờ đi Phú Quốc bỏ luôn hai bên. Rồi ai bưng đưa luôn. Mày muốn mặn ta làm khác. Nữa. Nghe nói sao nguyên cái đó là hình của bà con dòng họ của ông Năm không? Sao ông Năm không làm ông Năm trong giọng luôn? Không được, mình không biết ca hát. Đúng rồi, ông Năm đâu có văn nghệ. Phải mà cái ông Năm là bầu xô. Phải cái cây này mà nó bự nữa thì mình làm nó đông người. Trai gái có đủ, đào kép. Bây giờ có số ngồi có nhiêu. Cái dàn âm thanh đó là của ai vậy ông Năm? Cũng băng nhạc này. Nhạc luôn. Vậy là ông Ông Năm ơi, cái dàn âm thanh này, cái lo này ngộn ha. Cái lo này của nước ngoài hay gì nè. Lo bót á. Lo bót ha. Thì cũng làm. Rất là tuyệt vời luôn. Ai muốn ca đây thì đứng có cầm video ca. Cái mâm có rượu thịt gì đầy đủ ha. Có, cá rượu, chai rượu, cá nướng. Rồi, ông Năm ơi, còn bên đây ông Năm? Là mai hai con đó còn hai con ếch luôn không Năm? Hai con cốc. Cốc hả? Cốc. Cốc này nó không có cái sần sự không Năm? Không. Không làm cốc này cốc trơn hả? Cốc trơn, thành sự làm ta bưng đi hết rồi. Thành sự là như ông thần thừ á, thiền thừ. Có nghe nói cái ông đó người ta mần có ba cái giò. Vậy hả? Tôi không chịu mần, người ta bán thiếu gì có ba chân rồi không chịu. Ủa sao kỳ ta? Thường thường là phải bốn chân gì mới được. Thiền thừ, thiền thừ. Cũng có, mà sau này nó có một chân một, có giò. Trước này hai giò, bây giờ người ta bán người ta đổ bằng cái gì đó. Bằng thạch cao người ta bán nhóc kìa. Thách ba không em. Dạ, rồi tiếp tục bên đây là ông Tượng. Ông Tượng nè. Ông Tượng đó là ông Năm thấy ở đâu ông Năm điêu khắc lại. Tượng này thì dạ. Cũng ở trong hình. Trong hình ha. Trong hình luôn. Dạ. Có khi nào mà mình đi ra được mà dạ. Cái thành phố đó mình lại cái trường thú thì mới gặp mấy ông này. Ông gắn kêu ông ha họng luôn kìa. Bên đây là ông dài. Bên đây là chim đó, ha. Cái đó là chim. Con đó là con chim gì em Năm? Hả? Này hả? Con này là con này là không phải con bình bẹp. Mà cái con này là nó kêu bằng nó là nó tự hình nó cũng là như là cái con quất. Quất. Con quất. Quất. Thì giờ người ta thấy mình không nói tên thì người ta muốn kêu gì kêu. Còn con này ảnh ương nè. Ảnh ương. Quy. Con này là quy nè. Mới vừa đục mắt. Chưa. Mơ giờ làm cũng chưa được mắt nữa, mà miệng cũng không có, mà cái lưng nó đâu phải vậy. Cái lưng nó, cái dãy này nó khác, bị ông này rùa, ông kia con quy, nó khác hẳn. Dạ. Con quy thường thường nó ở chùa, tu giống như mấy ông thầy chùa. Dạ. Nó ăn chuối không à. Tới giờ cúng nó ra, nó cúng cũng đàng hoàng, rồi bò vô chung bàn thờ ngủ. Con quy. Năm ơi. Dạ. Cái con mà đầu tay của mình luôn á, là cái con đó, con gì Năm? Tôi mới bằng khởi sự đầu tiên ha. Dạ, khởi sự đầu tiên luôn. Cái con mà khởi sự mà cầm cây đẽo mà đục đó là cái con đầu tiên của mình là con gì Năm? Đầu tiên là Tài Thiên. Ồ, ông Tài ha. Bị gì tôi khoái ông Tài. À. Bị tôi gần trước, hồi nhỏ có làm ông Tài.
Làm tài là sao ông Năm? Ông tài là ví dụ đậu ngủ lăn nè. À mình muốn lăn ha. Muốn lăn à, giờ thức bản với lại đeo. Không biết bây giờ ông Năm còn nhớ những động tác rồi đó ông Năm làm ông tài không Năm? Hả? Ông còn nhớ những động tác của ông tài rồi đó. Còn cái còn nhớ, còn nhớ cái này. Ông lăn nãy ông nói biểu tôi làm tài thiên ở trong 3 bữa Tết. Đồng ý vô mà múa tới bữa 25 xong rồi lại trốn luôn. Không, Tết đi chơi mà ở đi mà đi múa lăn nó đặt đó. Ông Năm ơi. Dạ. Ông giới thiệu một cái tác phẩm to này không Năm? Ồ, cái này nặng lắm. Năm được bưng cầm chụp đâu. Cũng có người ta bưng cầm chụp kêu cầm chụp thiếu gì. À. Rồi cái tác phẩm này gọi tên là chính xác là gì không Năm? Cái này là kêu bằng đại bàng đá hổ. Đại bàng đá hổ. Ờ, nhưng mà sao con thấy rắn? Rắn đại bàng đá mãng xà. À. Mình nói lộn một chút. Là cái gỗ đó là cái gỗ người ta cho luôn đó không Năm? À, cái gỗ đó cho. Ờ, à, cho. Vậy là tất cả những cái gỗ này là coi như người ta cho hết. Không có thế nào ông mua nổi. Dạ. Dọn 100-200 để xuống Năm để lại. Nó bằng gỗ gì ông Năm? Hả? Nó gỗ gì? Cái này là chà bông vàng. Chà bông vàng nha. Dạ. Nó đây là một loại nó. Dạ. À, còn cái này thì là cũng trà mụng vàng nhưng mà thằng này khác. Cái bằng này khác là còng, cây còng, còng. Khi mà mình nhận được một cái cục gỗ đó là mình có cái ý tưởng trong đầu đó là cái con gì vậy đó hả? À, cái gốc này nè, người ta cưa ra qua 4 năm ở trên cái lỗ, mấy lỗ rồi nè. Yeah. Người ta làm cái lỗ, nó còn lú lên khúc nữa. Yeah. Tôi mới biểu cô ba quen đó, mày xong lấy lên đó. Cái nó bưng đem về để đây mình dài làm cưa về cắt khúc được 2-3 con vậy nè. Yeah. Nhưng mà mình cắt mình độ nó, ví dụ như 2 con thì thước ngoài mình để cái con nào trước đi trước, con nào sau đi sau, rồi dưới cho đứng lên cái dù đá hay cái gì đó, cái núi cái gì đó. Cái con đó nó khá là kỳ công á, con đó chắc cỡ cả tháng không ông Năm? Hả? Cái con đại bàng gấp họ gấp mảng xà đó theo đúng là mần thẳng thác là trong vòng 20 ngày. 20 ngày mà là dạ. Hoàn thành luôn ha. Hoàn thành luôn. Ồ. Đánh bêu sẵn luôn là 20 ngày. Chứ bây giờ mặn con mà tới 1-2 tháng lấy đâu ăn. Đó. Ông Năm ơi. Con thắc mắc chắc có lẽ quý khán giả thắc mắc á, là cái này là liền hết trơn luôn chứ không phải ông làm từ con để dán. Không, không được. Cái gắn vô là không bao giờ người ta mua. Cái không được đâu, cái đó không. Cho người ta thì ta lấy, luôn. Cho lấy chờ chứ ta không mua đâu. Đây là nguyên. Có cái thẹo chút là ta không chịu rồi. Dạ. Bây giờ nó lỡ người ta mua nó, ví dụ bây giờ cái này tôi kêu giá là 2,5 triệu rồi. Yeah. Mà bây giờ nó gãy cái móng này nghĩa là chưa chắc thì là còn có 2 triệu bạc. Yeah, phải sụt từ 500 ngàn đến 1 triệu ta mới mua. Họ nói chắc là ta không đồng ý rồi, nó khó lắm. Bởi vì cái cây nó phải liền luôn, cái gốc cây nó ví dụ như nó bự như vậy mà nó cao lên vậy thì mình làm hết trơn nào cái đó. Yeah. Là không có gì mà đúc vô gắn được hết. Ta đâu có chịu. Gắn vô ta đâu chịu. Người ta nó mất giá trị rồi ta cũng khó, khổ vậy. Mình phải làm sao đừng có dán gắn thì mới có giá trị. Thì người ta mua mới cao giá, cái hàng nào cũng vậy. Con thấy cái cây gậy là của ông Năm mình làm riêng cho mình hay là làm cho ai ông Năm? Cái đó làm để đó mà cũng như là để dành đó. Dạ. Nhưng mà không phải một cây đâu, cái chục người ta lấy rồi. Đẹp quá ha. À. Không biết mà bằng cây gì, núi, cây núi, nó nặng mà nó đỏ lòm à. Yeah. Tôi đến giờ nếu người ta không xài mình để mình dưỡng già cũng được, cái vụ đi. Dạ. Chứ đâu xứng đáng. Mấy chục năm mình ở trong nghề rồi, mình có truyền lại cho đệ tử không ông Năm? Không được, có thằng con không làm được. Đẻo được. Nó không theo nghề hay sao? Không được, truyền mà làm mà không được, dạy đâu được, cái này không có dạy khiếu, được. Không có khiếu. Không có thế nào dạy được hết trơn, vô hương. Ai có khiếu á, ai có khiếu mới làm được ha. Không khó làm lắm. Không được. Tại vì cái điêu khắc này là rất là khó, phải có khiếu, cái tay, cái tay nghề đó, phải kiên trì nữa không Năm? Chứ con cái gì mà dạy không được mà tự nhiên mình muốn làm mới được thôi. Đúng rồi. Cái gì mà chú muốn cái đó mà không ai dạy chú phải làm được. Mà chú không muốn dạy chú 3 năm thì chú mà không được cái đó luôn. Ý không muốn làm cái đó, cái này đúng đó. Đúng rồi, đúng rồi. Khó lắm trời, không có dễ đâu. Mấy cái này là khi mà mình sửa sạn làm đó không Năm, mình có vẽ trước không? Hay là mình làm thẳng luôn, mình không có vẽ cái hình mẫu không, cái nào phải vẽ thì vẽ, còn như cái nào chút đỉnh thì mình khỏi vẽ luôn. Cũng như cái gốc cây người ta khiêng lên người ta luyện, người ta bữa cũ không được, người ta nó cứng quá, dùng gốc mà, gút mắt hay không. Nó cho ông gì làm, cái mình bưng về. Yeah. Cái mình dòm nó có thịt nhiều ít, mà cái gốc này mần được mấy con. Yeah. Ba con thì làm, ba không được thì hai, rồi bắt đầu mình lấy cái phấn vẽ.
vẽ cái con đó ra, rồi đục tới rồi chút xíu nó ra con đó, rồi bên kia con khác. Mình phát thảo trước rồi. Phát trước là mới được, chứ khi không đụng lát chụm luôn á, cái đi. Chụm củi luôn. Bây giờ cây gậy đó vậy, đầu rồng bây giờ tôi cưa ra tôi làm đầu con khỉ ngồi hút thuốc lồng quạng, mà tao không mua, bị ông gắn nè, ông gắn, gắn, nhưng mà dòm liền ô, dòm liền ô, mà người ta biết, nguyên khó. À, ngoài mấy cái tác phẩm điêu khắc này nè là còn nữa không Năm? Hả? Hiện tại là trong nhà mình là còn nữa không hay là? Hết trời có nhiều rồi, ta lấy biết nhiêu hết rồi. Dạ, tức là người ta lấy được cũng hết một mớ rồi ha. Tôi giờ cứ nào khi nào mà khỏe cho mình rảnh thì tôi mần lấy ra hoài, dụ một tháng thì được một chục, hai chục con. Dạ. Vậy đó còn không được thì mình hai tháng. Dạ. Lúc khỏe rồi còn mệt nghỉ lấy ra, ví dụ ngày mặn buổi, có khi khỏe mặn suốt ngày. Dạ. Đó là những cái dụng cụ để mình đục đẽo đó ha. Dạ. Yeah. Mà rồi còn bắt qua dân nữa, như thằng này đó là nội cái này đó là chuông cái này cho một ngày đó là nó dụng con rắn này rồi xong. Đến là mần vậy đó là một ngày. Nhưng mà còn lại hai ngày nữa chưa rồi. Hai ngày cái dãy này, cái dãy này từ đây mà tới đây là nó dãy không mà nó giáp như vậy đó là nó mấy trăm luôn mà. Nó phải một dãy gì đâu nói. Như đẻo của con này thì mau rồi, đẻo có kỳ gì. Là mình chỉ nhìn sơ qua cái tấm hình rồi bắt đầu là trong đầu có ý tưởng là mình đục rồi đó ha. Dạ, chứ rồi. Mình không có nhìn hoài không nào. Ở đâu có nhìn hoài, dùng trên mạng này mấy ông mở cái cốc rồi. Đồ, ông khách đi đâu rồi. Dồn trên cái mạng này không chứ đâu giờ, ở đâu có. Nếu mà vậy là ông Năm có cái bị mấy chảo quay ở đâu ngoài biển, ngoài giả nước nào không biết đem gì mở trên mạng coi cái là thấy liền. Sơ ngang đường. Qua cái là đục liền, biết liền rồi đó ha. Ai cho mượn để coi hoài đâu, ngầu đục người dồn người ta đâu cho. Nếu mà vậy là ông Năm nhanh này. Dễ gì trời. Chứ nhiều khi người ta đục người ta phải dòm hoài cái bức hình đó. Ai đâu có để cho mình dùng người ta đục là người ta để cái hình mẫu kế bên luôn á. Dễ gì. Còn ông Năm là không cần chỉ nhìn một lần thôi. Một lần thôi chứ gì mà nhìn hoài rồi hết mà ngang rồi. Phải ngồi lên nhìn đó hoài rồi ai nhìn đây đục đây. À. Phớt ngang là mình biết cái con đó rồi, còn chỗ này là để rồi. À. Ngồi đục chứ nó dòm chi nữa. Biết nó rồi. Quá hay luôn. Thấy ông Năm nói là có phát thảo cũng chỉ là phát thảo cái con đó thôi, còn như con rắn này ông Năm nó đục dãy đó là cũng không có vẽ trước hay không nào? Cái dãy nè, phải vẽ, phải vẽ. Vẽ hả? Dạ, nó trật cái dãy không được. Có người làm con rắn con y vậy mà người ta nói làm dãy không được, không thấy nào làm. Nó có đơn giản vậy mà làm không được cái dãy về đây. Đó. Mà vậy đó chứ làm không được. Mà tôi mời cho ông ở trên cũng cá quá long về, cũng bằng gỗ, gỗ hương, cũng bự. Trên núi chở xuống, tôi mời đâu ba bữa rồi. Rồi mày còn cái đục cái dãy con cá nè. Dạ. Mà đục con cá, đục cái dãy rồng. Thế tôi nói trả dành cho nó, tôi có điện, cái núi ông có điện. Mà tôi có đồ bốn nghệ đủ lắm. Thôi giờ ông dơ tôi về tôi đục dãy là không được chú. Tôi mần họ cực tôi mà tôi thà là tôi mần của tôi nó vừa bụng. Chú đem về lỡ hư cái rồi tôi không ai sửa được, giục bỏ cái cây luôn trụm. Dạ. Không, tôi mần được, chú là ông để tôi đem về, tôi có đủ đồ, đục này dễ mà. Rồi cho đến hai ngày ông già xuống đây rồi đục một dãy nó dặn ra bốn năm dãy hết trơn chúng ta rồi. Rồi bây giờ ở đâu tôi dán thế vô cho người ta đây mà dán hương đẻo cho đâu cái cây nó thơm bức. Cái cây đó làm thuốc mà. Con cũng cảm ơn ông Năm đã chia sẻ câu chuyện với tụi con nãy giờ ha. Clip nãy giờ cũng dài. Yeah. Thì con chúc ông Năm thật nhiều sức khỏe ha. Dạ, yeah, tôi cũng chúc của mấy chú mạnh giỏi. Dạ. Làm cũng phát tài, cũng danh lợi cho gia đình. Dạ.